Chiều dài trâu 230cm, ống lưng 230cm, chiều cao sừng 46cm. Xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em. Hôm nay là ngày 4 tháng 9 dương lịch. Em đang có mặt tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Hôm nay diễn ra trận chung kết hội chợ trâu Đồ Sơn. Đây là một trong những lễ hội truyền thống hàng năm của Đồ Sơn, Hải Phòng. Số người trong sân vận động chật kín cả nhà, chật kín. Những người đi muộn là còn không vào được, người đang ở ngoài chủ. Đây là toàn cảnh quan cảnh sân vận động Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Đây là một trong những lễ hội truyền thống của Đồ Sơn, Hải Phòng. Năm nào cũng thế. Dù ai buôn đâu bán đâu, mùng 9 tháng 8 chợ trâu thì về. Dù ai buôn bán trăm nghề, mùng 9 tháng 8 nhớ về chợ trâu. Và câu tục ngữ ca dao cũng đã rất là quen thuộc. Số 12 là 1m45 chiều dài. Sáng nay trời có mưa. Hiện tại bây giờ là đã ngớt mưa rồi. Rất là mát. Mà không khí trong này rất là nóng rồi nhỉ. Và giới chuyên môn đánh giá là châu số 12 là một cặp sừng hết sức lý tưởng. Sẽ gặp châu số 08 của ông Hoàng Đức Tiến. Bây giờ là cặp đấu thứ ba cả nhà, cặp đấu thứ ba giữa châu số 02, châu số 02 và châu số 08. Vòng 18 là châu 07 và châu 03. Ông Hoàng không có. Có lại cố. Cái nhau á. Chúng ta chuẩn bị xem trận đấu thứ ba. Hai trận đấu trước thì diễn ra rất là ngắn. Đã có một châu thắng và cửa nào cũng đã có một châu thắng. Nhiều năm thì thiên về cửa Bắc và nhiều năm thiên về cửa Nam. Và chúng ta cùng theo dõi suốt 15 trận đấu. Thank you.
đám về phía châu số 12. Châu số 12 tất cả đang tìm cách hóa giải những pha cá hiểm của châu số 18. Rất là nghiêm khắc. Đội châu hiện nay đã trang mắng và luyện tập tại Đồ Sơn từ 3 đến 4 năm. Sau 2 năm tạm dừng. Đã có những hóa giải ba cán hiệp của châu số 08 và đang bê để không cho châu số 08 tấn công. Sừng của châu số 12 là rất đẹp và chúng ta nhận thấy là châu số 08 vừa rồi có ba pha cán rất hiệp, nhất bỏng đầu châu số 12, nhưng châu số 12 có chịu được những ba cán hiệp của tấn công và châu số 12 có những pha tấn công như thế nào. Khi mà công sừng đã đủ được tiêu chí các điểm tì mà bốc đầu thì chỉ có cáng và bốc đầu được vươn lên, không thể khác được. Và những châu mà có khẩu độ dầm 48 cao 28 là những châu cáng cạnh sừng bí mắt. Khi có điểm tù ở chán thì tấn công. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà có một cái màn xem thực sự là ý